Con chào bạn Gia Khang nha. Con chúc mừng con đã có cái điểm cao trong kỳ thi kinh doanh vừa rồi. Bây giờ con Lân sẽ đọc cho con nha. Con sẽ điều chỉnh hợp tính. Được chưa? Yeah. Rồi, đây con đâu hợp tính nào. 1 cộng 9 cộng 2 cộng 8 cộng 2 cộng 2 cộng 5 trừ 9 cộng 7 trừ 3 bằng 24. Đúng rồi, bằng 24, chính xác. Con hỏi cho con. 5 cộng 4 trừ 7 cộng 8 cộng 1 cộng 1 cộng 2 trừ 3 cộng 9 cộng 6 trừ 1 bằng, đúng rồi, bằng 25 nha. 6 trừ 5 cộng 2 cộng 1 cộng 6 cộng 1 cộng 5 cộng 2 cộng 1 trừ 5 bằng, đúng rồi, bằng 14 nha. Một câu cuối cùng nha con. 1 cộng 1 cộng 2 cộng 5 trừ 4 cộng 5 cộng 1 cộng 5 cộng 1 trừ 7 cộng 6 trừ 5 cộng 1 bằng 12.